À, bây giờ chúng ta thiết kế một cái mặt tự động đếm lên từ 0 cho tới 15. Và khi 15 thì nó tự động đếm xuống về 0. À, thay vì nó sẽ bay về 0 mà đếm lên như thế này, chúng ta sẽ có đếm hai chiều. Như vậy thì cái này thì cũng khá đơn giản thôi. À, nhắc lại là nếu chúng ta có thể sử dụng trong code, các bạn code và các bạn đặt cái điều kiện if trong code thì cũng được. Tuy nhiên ở đây để phát triển cái kỹ năng design, cái thiết kế hệ thống số thì chúng ta sẽ đi thiết kế. Như vậy cái ý tưởng của cái thiết kế này chúng ta xuất phát như sau. Thứ nhất, chúng ta đã có cái mạch điếm lên, điếm xuống điều khiển bởi một cái tín hiệu UD. Như vậy chúng ta tận dụng cái CK, CLK hoặc là chân reset. Và cái tín hiệu này tín hiệu UD. Và bây giờ cái tín hiệu UD chúng ta không đưa ra ngoài mà chúng ta sẽ làm một cái tín hiệu nội bộ bên trong. Như vậy thì các bạn thấy ngõ ra của chúng ta ở đây từ Q0 cho tới Q3. Và chúng ta sẽ làm một cái mạch. Cái nhiệm vụ của các bạn phải đi thiết kế cái khối. Nó sẽ làm sao nó detect được cái giá trị này. Detect được cái giá trị từ trên đây. Và nó sẽ đưa ra cái tín hiệu để điều khiển cái chân UD này. Như vậy trong quá trình điếm lên, nếu như nó gặp 15 thì nó sẽ thay đổi cái này thành điếm xuống. Và chúng ta biết 0 là điếm lên, 1 là chúng ta điếm xuống. Như vậy thì chúng ta có thể khởi tạo cho cái này. Các bạn sử dụng cái này đơn giản. Ý tưởng của mình là gì? Chúng ta có một cái clip lớp T, cái thiết bị mà có thể thay đổi được trạng thái ngõ ra, thì chúng ta sử dụng cái clip lớp T. Và cái T này chúng ta luôn luôn treo lên 1. Như vậy cái bài này để cho chúng ta cách chúng ta ghép nối lại và ngõ ra quy của mình. Như vậy nếu có một xung CK ở đây thì nó sẽ lật cái này như vậy, ban đầu bằng 0. Như vậy nếu các bạn kết nối cái T này vào trong cái ngõ này, chúng ta kết nối cái T này vào cái này này, thì các bạn thấy ban đầu nó sẽ đếm lên. Khi nào các bạn tích cực một cái xung thì nó sẽ đếm, nó sẽ đảo cái này ra bằng 1 và nó đếm xuống. Nó đếm xuống sau đó các bạn tích cực thêm một cái xung màu đỏ nữa nè. Tích cực thêm một sọ nữa đỏ nữa thì bây giờ nó sẽ trở về 0 và nó đếm lên lại như vậy. Như vậy cái xung màu xanh, các bạn sẽ được tạo ra cái xung màu xanh khi mà nó chuyển từ trạng thái 14 sang 15, có nghĩa là trạng thái tới 15 rồi. Như vậy tới 15 rồi thì nó sẽ chuyển sang cái màu, nó sẽ tạo ra xung màu xanh để nó lật cái này. Và khi nó lật rồi nó đếm từ 1 như vậy về 0. Vậy khi về 0 thì các bạn sẽ tạo ra xung màu đỏ. Thì từ cái ý tưởng thiết kế này các bạn thấy khi 14 bạn lên 15 thì các bạn sẽ tạo ra xung màu xanh nè. Khi 1 về 0 bạn tạo ra xung màu đỏ. Vậy cách đơn giản nhất là các bạn lấy 4 cái này từ 4 đến 15, có nghĩa là từ 0,0,0 hết. Như vậy các bạn đưa vào cái cổng N. Cả 4 cái này các bạn đưa vào cái cổng N thì việc thiết kế cổng N trong đây cũng khá đơn giản thôi. Cổng N. Như vậy thì chỗ này các bạn có Q0, Q1, Q2, Q3. Vậy bình thường nếu như có một bit bằng 0 thì cái này sẽ bằng 0. Và chỉ khi nào nó bằng 1, khi 4 cái này lên 1 hết, có nghĩa là trạng thái 15. Vậy đúng 15 nó sẽ lên 1, còn khác trạng thái 15 nó sẽ trở về 0. Như vậy cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái xung này khi nào thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra cái xung khi nó bằng 0. Khi nó bằng 0 như vậy thì cái này các bạn sẽ đưa cái trạng thái ngược lại, khi nó bằng 0 thì nó sẽ lên 1. Như vậy thì các bạn thấy đây nó chính là một cái cổng. Còn ngược lại thì nó sẽ bằng như vậy, thì các bạn đưa qua cái này một cổng no cũng được. 4 này các bạn đưa vào cái cổng no. Cổng no như vậy bình thường. Cổng no nếu có một tín hiệu bằng 1 thì cổng no này nó sẽ bằng 1 hay bằng 0. Như vậy chỉ khi nào 4 cái này bằng 0 hết. 4 này bằng 0 hết thì cái cổng no này nó mới đưa lên 1. Như vậy thì chúng ta lấy cái tín hiệu này, chúng ta kích cái chân này, đồng thời chúng ta cũng lấy tín hiệu này chúng ta kích cái chân này. Cả hai tín hiệu chúng ta cùng muốn dùng hai tín hiệu này để kích cái chân này thì các bạn sẽ đưa qua một cái cổng O. Như vậy thì cách chúng ta thiết kế là như vậy, đưa qua một cổng O. Cổng này chúng ta đưa vào cái chân CK của con clip lớp tại là CKF. Vậy đây là cái ý tưởng. Đây là cái ý tưởng thôi và chúng ta sẽ đi từ cái ý tưởng này chúng ta sẽ đi triển khai. Thì ở trong đây chúng ta đã có cái khối này rồi. Những cái này thì các bạn dùng cái building gate. Và những cái này chúng ta sẽ đi thiết kế clip lớp T. Thì clip lớp T ở đây chúng ta để đồng bộ. Thì chúng ta thiết kế cái clip lớp T nó có chân RS luôn. Có nghĩa là chúng ta khi reset thì chúng ta cho nó bằng 0. Mặc định nó sẽ điếm lên. Thì chúng ta kết hợp, chúng ta nối lại với cái bo này để chúng ta triển khai cái ứng dụng mà điếm tự động điếm lên và điếm xuống thôi. Rồi chúng ta thử ha. Rồi chúng ta cũng đi tạo một cái project mới. Cái bài này chúng ta sẽ thiết kế một cái bài tự động điếm lên, điếm xuống như vậy. Chúng ta gọi là auto auto counter chẳng hạn. 4 bit. Auto counter 4 bit chúng ta sẽ tự động điếm lên và điếm xuống, chúng ta cũng làm tương tự ha. Như vậy trong cái bài này chúng ta đã có cái bài đếm lên đếm xuống, có một cái chân điều khiển rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi thiết kế một cái clip lớp T
À, chúng ta sẽ thiết kế một cái lớp lớp T. Gọi là TFF, lớp lớp T. Như vậy thì đặc điểm của cái lớp lớp T chúng ta thiết kế đơn giản. Cái lớp lớp T của mình nó sẽ có một cái ngõ vào input T chẳng hạn. Input T và mình sẽ có ngõ ra là output. Output Q. Cái lớp lớp T đây chúng ta thiết kế đơn giản theo cái nguyên tắc lớp lớp T. Rồi như vậy thì các bạn có thể nhìn sơ cái phần lớp lớp T. Ở đây chúng ta có bảng trạng thái nè. Nếu T ngõ vào bằng 0 thì ngõ ra Q. QN là trạng thái hiện tại, Q trạng thái tiếp theo là QN cộng 1 bằng 0. Nếu T bằng 0 thì Q bằng 0 nó sẽ ra bằng 0, Q bằng 1 sẽ ra bằng 1, nghĩa là không thay đổi. Nếu T bằng 1 thì nó sẽ đảo trạng thái lại, nếu Q bằng 0 thì Q bằng 1. Và Q bằng 1, Q bằng 0 thì cái này là cái chúng ta mong đợi. Cái chúng ta mong đợi nghĩa là trạng thái ngõ ra nó sẽ bị đảo lại. Như vậy thì chúng ta chỉ đi phát triển cái, đi phát biểu cái trạng thái T bằng 1 thôi. Và chúng ta để cho trạng thái ban đầu nó bằng 0 thì chúng ta sẽ tạo ra cái flip lớp T này nó có một cái tín hiệu preset. Nếu không có preset thì chúng ta thấy khi nó đảo trạng thái nó sẽ không có nó không xác định được cái trạng thái bên ngoài, hoặc các bạn dùng cái khối initial để cho ban đầu nó bằng 0. Thì có hai cái cách chúng ta đi thiết kế. Như vậy thì để đồng bộ thì mình đi thiết kế nó với một cái tín hiệu reset luôn cũng được. Tín hiệu reset để chúng ta cho nó đồng bộ luôn, khi mà chúng ta đếm thì chúng ta reset cái bộ này luôn. Hoặc các bạn cho trạng thái ban đầu nó bằng 0 thì cái nào cũng được ha. Ở đây chúng ta để đồng bộ thì chúng ta cho nó đi đồng bộ luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ phát biểu cái Q này. Chúng ta bởi vì ngõ ra cho nên chúng ta sử dụng register. Chúng ta phát biểu với away. Away của mình là chúng ta sử dụng cái sung dương ha. CLK và sung dương của chúng ta dùng cái sung dương của chân RS luôn. Xin lỗi, ở đây chúng ta có lớp lớp T, chúng ta có T, chúng ta có CLK. Rồi như vậy thì chúng ta kiểm tra nếu như mà chân RS bằng 1 thì mình đi reset cái này, có nghĩa là ngõ ra Q của mình bằng, chúng ta gắn Q bằng 0. Q bằng 0. Còn ngược lại là cái sung dương cạnh lên thì các bạn sẽ kiểm tra nếu T if T thì các bạn sẽ gắn Q bằng Q đảo. Q chúng ta sẽ gắn bằng Q bằng đảo của Q. Để chúng ta phát biểu cái lớp lớp T. Rồi cái này thì nó quá đơn giản cho nên chắc là chúng ta cũng không cần đi kiểm tra cái chức năng nó làm gì, để tí xíu chúng ta kiểm tra chung với mạch. Nếu nó không chạy thì chúng ta sẽ check lại. Rồi ở đây thì các bạn dùng cái này in thì chúng ta dùng luôn cái chữ xin lỗi. Chúng ta dùng cái chữ in thì dưới chúng ta dùng chữ in luôn đồng bộ ha. Cho cái flip lớp. Hôm nay chúng ta đi thiết kế một cái module chính, chúng ta ghép nó lại module này lại với nhau. Thì chúng ta hồi nãy chúng ta có module lớp lớp rồi. Ở đây chúng ta đặt cái tên là auto counter chẳng hạn, auto counter. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi ghép nó lại. Thì cái auto counter này chúng ta chỉ có một cái ngõ vào là CLK. CLK. Chúng ta có một cái ngõ ra là output. Mình ngõ ra của mình sẽ là output Q chẳng hạn. Và chúng ta có 3 tới 4 bit thì 3 xuống 0 để đồng bộ với cái bo mà mình đã thiết kế rồi. Các bạn đưa cái này lên đây cho nó gọn ha. Rồi bây giờ chúng ta ghép nó lại ha. Như vậy thì chúng ta thấy ngõ ra chúng ta có theo cái mô hình nè. Theo cái mô hình thì chúng ta thấy con này, chúng ta sẽ lấy cái chân, lấy cái bộ đếm hồi nãy ra. Cái bộ đếm chúng ta để thiết kế rồi trong cái bài trước. Chúng ta lấy cái lớp lớp tại cái bài này. Như vậy thì làm sao để chúng ta lấy cái, ta nhớ cái bộ đếm hồi nãy ha. Như vậy thì rồi như vậy chúng ta ghép nè. Counter, chúng ta lấy cái bài hồi nãy, chúng ta có counter 4 bit UD
À, chúng ta đặt là C1 đi. C1. Mình có map, mapping thì nãy chân CLK. CLK chúng ta ghép với CLK. RS thì chúng ta ghép với chân RS. Là như vậy chỗ này chúng ta có một chân RS. Mở ra UD. UD thì chúng ta khai báo cái biến đi. À, ví dụ chúng ta khai báo một cái đường dây UD. À, để các bạn gán với cái chứng tín hiệu UD. À, để kiểm tra xem cái file hồi nãy chúng ta viết đúng thứ tự không, các bạn có thể kiểm tra lại cái file mà chúng ta đã viết hồi nãy. À, chúng ta có thể mở cái bài trước chúng ta viết, chúng ta kiểm tra xem chúng ta không cần viết lại cái file counter 4 bit UD chúng ta đã viết rồi. Và các bạn nhớ là các bạn kiểm tra cái file này chúng ta phải copy đúng cái tên này ha. Rồi, chúng ta đã viết rồi, chúng ta có thể copy qua chúng ta sử dụng. Rồi cho chắc ăn ha. Rồi cái thứ tự chúng ta kiểm tra lại ha, cái thứ tự cũng vậy. Thứ tự của mình là CLK RS UD và ngõ ra Q. Chúng ta gán CLK RS UD và ngõ ra Q. Ngõ ra Q thì chúng ta gán trực tiếp ra ngõ ra Q của mình luôn. Như vậy thì cái mạch này nó sẽ đếm chúng ta dẫn giống như mạch đếm lên hồi nãy thôi, chúng ta kết nối trực tiếp. Nó chỉ khác là chúng ta sẽ điều khiển cái chân UD này thôi. Và theo cái thiết kế thì cái chân UD này sẽ được điều khiển thông qua một cái flip flop. Như vậy chúng ta sẽ gọi cái flip flop chúng ta dùng để thiết kế là cái flip flop T. TFF, chúng ta gọi là F, đặt tên là FF. Và trong cái flip flop T chúng ta có thể xem lại cái flip flop T. Flip flop T của mình là CLK T RS CLK. Chúng ta đặt tên chữ hoa thì cũng sao ha. Như vậy thì T đầu tiên các bạn gán luôn 1 bit B. Chúng ta cho nó bằng 1 luôn, có nghĩa chúng ta gán giá trị nhị phân nó bằng 1 luôn. RS chúng ta gán với RS và CK chúng ta gán với CLK bên ngoài. Như vậy thì cái CK này, cái CK này chính là cái tín hiệu mà chúng ta lấy từ cái CK này là cái tín hiệu mà chúng ta sẽ lấy. Cái CK này là cái tín hiệu mà chúng ta sẽ tạo ra từ cái CK FF như này. Như vậy các bạn đặt tên cho nó khác tí xíu. Như vậy chúng ta gọi là CK FF. Rồi như vậy thì chỗ này chúng ta thêm cái tín hiệu CK FF. Rồi hai chúng ta đã cài đặt hai cái bit. Cái CK FF này chúng ta sẽ lấy từ cái cổng O. À, như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái cổng, cộng một cái cổng N nè. Như vậy chúng ta dùng cái built-in GA là cổng N 4 ngõ vào thì bao nhiêu ngõ vào cũng được, các bạn cứ đặt ngõ đầu tiên ngõ ra. Như vậy thì ngõ đầu tiên đó chúng ta gọi cái xung màu xanh hồi nãy chúng ta gọi là cái giới hạn trên đi, chúng ta gọi là H. Giới hạn trên. Chúng ta gọi là H limit. Như vậy chúng ta khai báo đây thêm một cái tín hiệu để chúng ta đường dây chúng ta gắn lại thôi. H lim chúng ta viết tắt thôi. Rồi cái CK và ngõ ra của nó, ngõ vào của nó sẽ là Q0. Rồi chúng ta kết 4 cái này lại, 1, 2, 3. Cái này cái thiết kế này cũng không phải là tối ưu ha, mà để làm để các bạn hiểu cái phương pháp ta thiết kế thôi. Như vậy thì cái cổng N đầu tiên, cái cổng thứ hai là cổng no. Như vậy thì chúng ta cứ dùng những cái built-in function và chúng ta chỉ là cái xung L lim chẳng hạn, thì ngõ của mình cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng gáy 4 cái này ra. Như vậy thì H lim L lim. Và ở chỗ này thì chúng ta lấy hai cái chúng ta o lại để chúng ta đưa vào CK của cái flip flop. Như vậy thì ở đây nếu các bạn dùng ở đây thì chúng ta sai luôn, hoặc chúng ta dùng cổng o cũng được, cổng o built in o thì những cái này sẽ chạy song song với nhau ha. Built in o thì cũng ngõ ra là CK FF và ngõ vào là mọi hai cái là lim và H lim. Đấy, chúng ta đã xong cái thiết kế. Và bây giờ chúng ta xem cái thiết kế của mình nó có chạy hay không. Chúng ta vẫn đi thiết kế một cái mô phỏng. Tuy nhiên ở đây chúng ta để ý nè. Khi chúng ta khai báo như thế này thì nó chỉ có cái auto counter là cái file chính nè.
Nhưng mà bây giờ do ông ta tạo cái FF trước thì cái này nó là trở thành cái top model, có nghĩa là cái top model với cái top model với cái không phải top model nó khác nhau cái gì thì các bạn xem bên đây ha. Khi chúng ta thiết kế cái đầu tiên là cái file nó sẽ là cái file top, là cái file bên ngoài là cái file top, rồi bên trong các bạn mới thiết kế những cái khối nhỏ. Tuy nhiên hồi nãy đầu tiên sau khi tạo project các bạn tạo cái FF, cái TFF trước thì nó hiểu cái top là cái top model là cái TFF, cho nên các bạn phải thay đổi lại sau khi chúng ta thiết kế rồi, chúng ta phải đổi lại cái này để phân biệt được. Thì các bạn thấy nó sẽ có là khi các bạn click vào cái file auto counter chúng ta tạo sao thì nó chỉ có hai cái tùy chọn này thôi, bởi vì nó không phải là cái top model. Thì cái top model các bạn click vào cái FF thì nó sẽ có trong danh sách nó ra rất là nhiều, thấy không? Cái như vậy thì các bạn sẽ chuyển cái này sang dạng top, thì các bạn click phải vô đây các bạn chọn implement top model. Vậy thì để thay đổi top model thì các bạn click vào đây, các bạn chọn ha, các bạn chọn set top model chứ không phải là implement chúng ta thực thi rồi, chúng ta set top model rồi, thì lúc này nó sẽ chuyển cái này sang không phải là top model mà nó là sub model, cái này nó sẽ là top model, thì chúng ta vẫn check cái này bình thường. Các bạn check thì nó sẽ xảy ra một cái lỗi nữa thì chúng ta sẽ đi xử lý tiếp. Thì các bạn thấy chỗ này rồi, chúng ta thiếu chỗ này, chúng ta cứ check ha, chúng ta thiếu có dấu chấm phẩy chỗ này các bạn thấy. Thì khi này chúng ta list ra, các bạn để ý nè, ở đây cái FF nó đã có rồi, có nghĩa là cái file auto encoder nó sẽ có bao gồm cái FF là cái clip đó chúng ta đã cài đặt nè, là cái file này. Tuy nhiên cái counter này chúng ta lại chưa thấy, bởi vì cái này chúng ta viết trên một cái project khác. Thì bây giờ chúng ta phải add nó vào, thì chỗ này chúng ta chọn add sort luôn, hoặc là chỗ này chúng ta chọn project chúng ta add sort cũng được. Hoặc chúng ta add từ chỗ này cũng như nhau. Vậy các bạn add cái sort này vào. Thì cái sort này chúng ta xem ở trong cái thư mục mà chúng ta làm hồi nãy thì nó có cái counter này. Rồi như vậy thì các bạn add nó vào. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó mất cái dấu chấm hỏi như nãy. Như vậy thì lúc này chương trình của mình nó đã hoàn thành, nó đã hiểu. Nó tự động nó sẽ copy vào trong cái project của mình luôn. Như vậy thì chúng ta không phải đi viết lại. Và bây giờ chúng ta thấy chương trình nó rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ đi tiến hành, chúng ta mô phỏng cái chương trình này bằng cách tương tự. Thì trong chương trình này chúng ta chỉ cần mô phỏng với tín hiệu reset và cái tín hiệu sung lốc thôi. Như vậy chúng ta cũng đặt tên test. Chúng ta kết nối vô cái top model mặc định ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi reset, sau đó chúng ta tạo sung lốc xem nó có đếm lên đếm xuống hay không. Rồi như vậy thì chỗ này delay, chúng ta delay thêm 10 giây. Sau đó chúng ta đi cho cái RS bằng 20. Sau đó chúng ta đi delay, xin lỗi, chúng ta cho RS bằng 1. Sau đó chúng ta delay 10, 20. Và chúng ta cho RS về 0. Như vậy thì sau đó chúng ta đi tạo cái xung đếm. Thì tạo cái xung đếm các bạn dùng cái này chúng ta làm tương tự ha. Các bạn begin, chúng ta begin và end. Chúng ta cho cái tần số đây là chúng ta đảo, chúng ta delay 10 giây. Cái độ rộng xung là 10 giây, 10 nano giây. Và chúng ta đi cho CLK sẽ bằng đảo của CLK. Đó là cái mà mình sẽ làm trong cái bài này. Rồi chúng ta lại đi tiếp tục. Chúng ta mô phỏng. Rồi cái chữ N này là của cái khối này, chúng ta đem bỏ đây cho nó ha. Trả đây. Ok ha. Rồi mình đi kiểm tra xem cái thiết kế của mình nó ổn chưa. Chúng ta thực thi luôn. Rồi. Mặt mình nó RSV. Rồi chương trình mình nó sai, chúng ta sẽ dò lại. Nãy chúng ta sai chỗ này, chúng ta mới sửa lại ha. Như vậy thì chỗ này TFF nè, chúng ta thấy đầu tiên ta T1 nè, RS nè, CLK nè, UD nè. Nãy chúng ta nhầm chỗ này, cho nên phải sửa lại chỗ này. Và chúng ta tiến hành, chúng ta mô phỏng lại. Rồi các bạn chạy mô phỏng để xem chúng ta
kết quả chúng ta ra có đúng ta mong muốn hay không. Rồi ở đây chúng ta scale ra lại xíu ha. Rồi để kiểm tra thì mình sẽ cho đếm dưới dạng, chúng ta tốt nhất chúng ta kiểm tra dưới dạng nhị phân, à, thập phân, không số, không dấu. Vậy trạng thái đầu tiên reset nè, chưa reset thì chúng ta thấy ngõ ra không xác định. Khi chúng ta reset một cái thì nó sẽ ra bằng không. Và chúng ta chỉ tính cạnh lên chân reset. Như vậy khi có xung cạnh lên của xung lốc ở tầng ở cái chu kỳ khi reset xuống nè, thì bắt đầu nó đếm nè, từ 0 chuyển lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15. 15 sau đó thì trong lúc 15 thì chúng ta thấy cái biến nó đã, cái xung nó đã chuyển xuống, xung UD nó đã chuyển xuống 0 và chuyển lên 1, cho nên chúng ta thấy nó sẽ đếm 14, 13, 14, 12, 11, 19, 8, 7 cho tới 1. Chúng ta kiểm tra tiếp ha. Và sau đó nó chỉ đến, chuyển lên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân, liên tục như vậy. Điểm tăng lên và điểm lên và điểm xuống. Thì đó chúng ta kết thúc cái bài mà tự động điểm lên và điểm xuống. Thì cái bài này chúng ta review lại cái chương trình, cho chúng ta cách nhìn về cái cách thiết kế. Thứ nhất là các bạn thêm một cái file, một cái module từ ở bên ngoài vào. Thứ hai là các bạn lỡ các bạn design cái FFT là cái top module, cái top module thì cái top module thì cái top module chúng ta lỡ chúng ta design là cái FF này là cái top module rồi, thì các bạn có thể chọn lại cái này, chọn lại cái này thông qua chúng ta list vô, chúng ta chọn là gì, nãy nó có cái gì set top module thì cái top, sau đó chúng ta cái counter 4 bit này chúng ta chưa có cái chương trình, các bạn add bên một cái project khác qua và tự động sẽ copy vào trong thư mục của mình luôn. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài hôm nay.